Mỗi lúc chỉ làm được một việc chứng minh là xem nào. Đấy, một lúc là đây, mỗi lúc là hai tay, một tay vẽ đường tròn, một tay vẽ đường vuông nè. Tay nào vẽ đường tròn, hình tròn đấy, chứng tỏ đấy, thấy chưa, mỗi lúc chỉ làm được một việc thôi. Một tay vẽ hình tròn, một tay vẽ hình vuông, đều hai hình tròn hoặc hai hình vuông đúng không? Tại vì não nó chỉ tâm trí nó chỉ dành cho một việc thôi. Hay thế, nấm chứng minh cho việc này đấy đấy. Nấm muốn vẽ một hình tròn và một hình vuông cùng lúc nhá. Nhưng mà vấn đề là tay nào có định vẽ hình tròn? Tay đấy là tay phải đúng không? Tay phải vẽ hình tròn, tay này là tay trái đúng không? Tay trái vẽ hình vuông nào, tập trung vào. Phải vẽ hình tròn, trái vẽ hình vuông. Cho nên là mỗi lúc chỉ làm được một việc thôi. Bây giờ là đến giờ ăn đi này, ăn đi, không chơi nữa này này, bỏ dở này.